Như vậy, từ bỏ không sự tu tập, không sự từ bỏ, đối với sự tu tập và sự từ bỏ, đều không có đắc, không có nương cậy, không có chấp trước. Tuy không thấy có tánh tâm bồ đề, nhưng có thể phát khởi tâm đại bồ đề. Nếu có thể phát tâm bồ đề thì mới gọi là chân thật bồ tát. Tuy họ phát tâm bồ đề như vậy, nhưng đối với bồ đề không có sự phát danh. Vì sao kiện dũng mãnh? Vì họ đã an trụ vào đại bồ đề. Nếu không có sự chấp trước như vậy thì hoàn toàn không thấy có tâm và bồ đề sanh diệt sai khác. Cũng không thấy có sự phát tâm hướng đến Đại Bồ Đề. Nếu không thấy, không chấp, không phân biệt, thì phải biết đã trụ vô thượng Bồ Đề. Hoặc nếu có sự chấp trước mà phát sanh thắng giải và tâm giải thoát, thì gọi là chân thật Bồ Đề. Này thiện dũng mãi, nếu các Bồ Tát không lìa tưởng tâm và tưởng Bồ Tát, mà phát tâm Bồ Đề là họ đã xa Bồ Đề, chẳng gần Bồ Đề. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát không thấy Bồ Đề có xa có gần, thì biết họ đã gần vô thượng Bồ Đề, cũng gọi là người chân phát tâm Bồ Đề. Ta nương nghĩa này, mật ý nói rằng nếu ai có thể tự biết có tướng không hai, thì họ biết như thật tất cả Pháp Phật. Vì sao? Vì họ có thể chứng biết ngã và hữu tình đều không có tự tánh, tức có thể biết khắp các pháp không hai, do có thể biết khắp các pháp không hai, nên nhất định thấu suốt được ngã và hữu tình, cùng tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, lý không sai khác. Nếu có thể biết rõ tất cả các pháp không hai, thì có thể biết rõ tất cả pháp Phật. Nếu biết khắp các pháp không hai, tức có thể biết khắp tất cả pháp Phật, hoặc có thể biết khắp ngã, tức biết khắp bà cõi. Này thiện dũng mãnh, nếu biết khắp ngã, họ liền đến được bờ kia của các pháp vì sao gọi là bờ kia của các pháp nghĩa là tất cả pháp thật tánh bình đẳng không đắc pháp này cũng không chấp pháp này hoặc không đắc bờ kia cũng không chấp bờ kia đó gọi là người biết khắp đến bờ kia tuy nói như vậy mà như không nói này thiện dũng mãi các chúng bồ tát nên hướng tới các bậc bồ tát như thế nên chứng các bậc bồ tát như thế phải biết tức là bồ tát bát nhã ba la mật đa nghĩa là ở trong ấy không một chút pháp nào có thể hướng tới có thể chứng vì ở trong ấy không thể thiết lập có thể đến đi khi ấy Khánh Hỷ Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, các hàng tăng thượng mạn hành có tướng, đối với lời Phật đã nói chớ ôm lòng sợ hãi. Giá lợi tử bảo Khánh Nghỉ chẳng phải cảnh sở hành của kẻ tăng thượng mạn hành có tướng họ sợ hãi gì. Vì sao? Vì kẻ ôm lòng sợ hãi lìa tăng thượng mạn được bạn ác nhiếp phục. Nghe Pháp sâu xa không thể đo lường, sợ mất sự cầu liền xanh sợ hãi. Này Khánh Hỷ, có những người vì muốn đoạn tăng thượng mạng hành tránh hại mới có sợ hãi. Có những người vì muốn đoạn tăng thượng mạng siêng năng tinh tấn cũng có sợ hãi. Vì sao? Vì họ đã biết lỗi tăng thượng mạng, cầu tánh không tăng thượng mạng và cầu đoạn tăng thượng mạng, rồi nghe Pháp sâu xa không thể đo lường nên sợ mất sự cầu bền xanh sợ hãi. Này Khánh Hỷ, nếu có người đối với tăng thượng mạng không thấy, không đắp, không nương, không chấp, thì họ không sợ hãi các Pháp. Này Khánh Hỷ, như lai không vì tăng thượng mạng mà nói Pháp như thế vì vậy không có sự sợ hãi kia. Nếu có những người vì muốn đoạn tăng thượng mạng siêng năng tu hành, nghe Pháp như vậy có thể hiểu biết rõ ràng thì cũng không sợ hãi. Này Khánh Hỷ nên biết tăng thượng mạng hiển bày là tăng ích cho thắng Pháp, như có kẻ hiện hành tăng thượng mạng là chắc chắn họ hiện hành tăng ích cho thắng Pháp, vì hành tăng ích chẳng phải hành bình đẳng, kẻ ấy nếu thích hành hạnh bình đẳng thì đối với Pháp sâu xa này ôm lòng do dự chẳng danh sợ hãi cũng không tin nhận. Này Khánh Hỷ, trong bình đẳng, không bình đẳng, đều không chỗ đắc, hoặc trong bình đẳng, không bình đẳng, đều không chỗ nương, hoặc trong bình đẳng, không bình đẳng, đều không chấp trước. Họ đối với các pháp không kinh khiếp, không khủng hoảng, không sợ hãi. Này Khánh Hỷ, pháp sâu xa này chẳng phải chỗ hành của các phàm phu ngu si, pháp sâu xa này chẳng phải cảnh giới của các phàm phu ngu si, pháp sâu xa này không phải chỗ biết của các phàm phu ngu si, vì vượt qua tất cả chỗ hành, chỗ nhận, chỗ giác ngộ của phàm phu ngu si, có những người hướng đến thành văn thừa, tùy hành pháp sâu xa, nhưng pháp sâu xa này không phải chỗ hành của họ. Có những người hướng đến độc giác thừa, tùy hành pháp sâu xa, nhưng pháp sâu xa này không phải chỗ hành của họ. Có những người hướng đến Bồ Tát thừa, nếu hành hữu tướng xa lìa bạn lành bị bạn ác nhiếp phục, họ đối với pháp không nhiễm đắm như vậy, cũng không thể hành được vì chẳng phải cảnh của họ. Khánh Hỷ nên biết chỉ trừ thanh văn thừa, chứng ngộ chân lý cầu đại bồ đề và bồ tát thừa được bạn lành khuyên gian thì đối với pháp sâu xa này xanh tin hiểu, đối với pháp sâu xa này có thể tùy thuận hành, đối với pháp sâu xa này có thể chứng biết. Này Khánh Hỷ, nếu các Bồ Tát xa lìa các tướng, an trụ vô tướng, hành không sai khác, thì đối với các Pháp sâu xa rốt ráo, ra khỏi các thứ lưới nghi, phân biệt chấp trước, để chỗ muốn kia đều có thể thành tựu. Đối với tâm bồ đề hoàn toàn không chỗ đắc, đối với tánh các pháp không hiểu sai khác cũng không phát khởi các hành sai khác. Tuy có chỗ hướng đến, đều có thể ngộ nhập. Họ đối với pháp môn sâu xa như vậy đều có thể thọ trì tâm không nghi ngờ. Vì sao? Vì họ đối với các pháp đều trụ tùy thuận, không chỗ trái nghỉ. Nếu không có pháp khởi, bất cứ câu hỏi nào đều có thể tùy thuận trả lời tất cả hòa hợp bên này và bên kia khiến không trái nghịch nhau, Phật vì họ nên nói pháp sâu xa này. Bây giờ Phật bảo cụ thọ Khánh Hỷ, này Khánh Hỷ, ông nên thọ trì lời xá lợi tử đã nói. Xá lợi tử và ta đều nói như vậy không khác. Khánh Hỷ nên biết kẻ tăng thượng mạng đối với giáo pháp này không thể ngộ nhập, vì chẳng phải cảnh của họ, chẳng phải bậc của họ vậy. Khánh Hỷ nên biết giáo pháp như thế thuận tánh các pháp, thuận bồ đề Phật, đối với bồ đề phật có thể trợ bạn nếu các loại hữu tình tin hiểu thấp kém đối với pháp phật sâu xa rộng lớn này thì tâm không ngộ nhập không thể nhận giữ thực hành Khánh Hỷ nên biết kẻ tăng thượng mạng, tin hiểu thấp kém đối với Bồ Đề Phật và Pháp sâu xa trụ trong trái nghịch, Họ làm gì cũng tùy thuộc tăng thượng mạng nên không thể tin nhận pháp sâu xa này. Khánh Hỷ nên biết, này trong chúng hội này, thành tịnh tối thắng, xa lìa tạp nhiễm. Từng ở nhiều chỗ Phật phát thệ nguyện rộng lớn, vun trồng, vô lượng căn lành thủ thắng. Từng thờ vô biên chư Phật quá khứ, và đã từ lâu tin hiểu pháp sâu xa, tu hành thuần thục hạnh sâu xa nên anh như lai ứng tránh đồng giác, tin tưởng hoàn toàn vào chúng này không còn nghi ngờ, nói ra pháp môn nào đều rõ ràng, không có rẻ rặt, tiếc lời khi thuyết pháp yếu. Khánh hỉ nên biết, nay chúng hội này thanh tịnh bền chắc, không như những thứ ngói sỏi đất mạn vân vân đã từng cúng dường hơn trăm ngàn đức Phật nên an trụ kiên cố trong các pháp Phật. Khánh Hỷ nên biết, ví dụ ngói sỏi là nói về phàm phu ngu si, nghĩa là không thể dung nạp pháp sâu xa. Còn ví dụ đất mạn vân vân phải biết là chỉ rõ các hữu tình tăng thượng mạng vì không thể sanh trưởng hạnh sâu xa. Khánh Hỷ nên biết, nay hội chúng này lìa bỏ những tập khởi các lành rộng lớn của tăng thượng mạng, ấy là pháp khí sâu xa. Khánh Hỷ nên biết, ví như vua rồng ở ao lớn vô nhiệt, có nhân duyên, nên sanh đại hoan hỷ, sống trong cung của mình hưởng vui ngũ dục. Vì vui mừng nên từ trong cung phun mưa lớn đổi tám công đức, khi ấy các rồng con cũng vui mừng đến cung mình hưởng vui năm dục, cùng nhau du hí đùa giỡn phun một trận mưa ngọt cũng vậy như lai ứng tránh đẳng giác vì các chúng hội dưới mưa pháp lớn khi ấy có vô lượng chúng trưởng tử đại bồ tát nghe rồi kết tập vào trong cõi kham nhẫn này như lai ứng tránh đẳng giác trước các chúng hội dưới mưa pháp lớn hoặc trong mỗi mỗi cõi phật kia chưa như lai ứng tránh đẳng giác trước chúng hội đó dưới mưa pháp lớn này Khánh nghỉ, như vua rồng ở biển cả có khi vui mừng, từ trong cung phun mưa lớn, và có những vua rồng khác sống lâu trong cung mình cũng vui mừng làm vua xuống. Trong những trận mưa lớn này phải khéo biết phân đều, nên các rồng con đều hoan hỉ nhận lãnh mưa lớn của vua cha đã dưới. Vì sao? Vì có những rồng khác vân vân khi phun mưa không biết phân đều cũng không vui mừng nhận thọ cũng vậy như lai ứng tránh đẳng giác ở trong hội đại chúng dưới mưa pháp bóng sâu xa có chúng đại bồ tát trường tử của phật từ lâu đã trồng vô lượng căn lành thù thắng danh trưởng nơi pháp môn sâu xa thành tựu nhiều ý vui rộng lớn nhận lãnh mưa pháp môn lớn của như lai nghe rồi vui mừng khéo biết phân đèo vì nghĩa này nên nay đức như lai ở trong đại chúng thanh tịnh giống lớn tiếng sư tử dưới mưa pháp lớn làm nhiều lợi ích này Khánh Hỷ, như vua truyền luân có nhiều con mang dòng tộc mẹ thanh tịnh, hình tướng đoan nghiêm, bấy giờ vua ấy có nhiều kho báu, gọi hết các con đến phân phát ban cho, trong tâm vua hoàn toàn không dối gạt hay thiên vị. Những người con được nhiều của báu càng kính mến vua cha đều nghĩ thế này. Hôm nay chúng ta đều biết phụ vương đã cho chúng ta lợi đồng nhau, cũng vậy như lai ứng tránh đẳng giác là đại pháp chủ, làm đại pháp vương tự nhiên triệu tập các đệ tử chân chánh của Phật đem kho pháp lớn phân bố ban cho, tâm ngài hoàn toàn không gư dối thiên vị. Khi ấy các đệ tử Phật đạt được pháp vi diệu đều kính mến Như Lai, họ nghĩ thế này. Ngày nay chúng ta biết rõ Như Lai ban cho pháp lợi đồng nhau, chúng ta phải nỗ lực tinh tấn nối truyền giống Phật khiến chẳng dứt mất. Này Khánh Hỷ, pháp báo vi diệu sâu xa này chẳng phải các hữu tình khác có thể tin nhận, như kẻ tin hiểu thấp kém, kẻ tăng thượng mạng, kẻ hành ác kiến, kẻ hành hữu tướng, kẻ hành có sở đắc, kẻ bị ngã mạn phá hoại, kẻ bị tham sân si xô đè, kẻ vượt đường mà đi, vân vân. Hạng người như vậy gọi là hữu tình khác, đối với pháp môn này không thể tin nhận. Khánh Hỷ nên biết các loài hữu tình tin hiểu thấp kém, không thể quý mến của báu luân vương, còn con luân vương mới xanh kính mến của báu ấy. Khánh Hỷ nên biết các loài hữu tình bần cùng thấp kém đâu thể tham châu báu của luân vương, như xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, chủ báu, quan thần, chủ binh báu và các loại y phục tốt đẹp khác kể cả nhiều của báu quý giá, như chân châu mạt ni, kim ngân, san hô, lưu ly, vân vân. Người nghèo khổ kia giả dạ, như thế được cũng xấu hổ vì không thể lấy không thể dùng dù có đem đi bán cũng không biết giá trị ra giá, giá rất ít theo giá trả bèn bán hoặc không xét phân biệt báu vật tâm bèn nhàm chán vứt bỏ đi khánh hỉ nên biết người nghèo khổ kia chẳng những không hiểu rõ giá trị của báu vật mà còn không biết tên của báu vật đó như vậy khánh hỉ chỉ có con của pháp thần như lai ứng tránh đẳng giác và các thanh văn vân vân đã chứng ngộ chân lý cầu đại bồ đề hoặc các bồ tát được bạn lành chân tịnh giúp đỡ hộ trì thì mới có thể tin nhận kho báu pháp bảo này sự kính mến sâu xa kia chẳng thể đắc pháp bảo tương ứng không nhưng có thể thọ dụng giáo lý tương ứng với phật pháp chân tịnh cũng có thể tu hành tất cả pháp không chấp trước các hạnh bồ tát Khánh Hỷ nên biết các loài hữu tình bần cùng thấp kém là kẻ thiếu nghe tránh pháp, phá hoại sự nghe tránh pháp. Người ngu si không mắt, làm sao mong cầu kho báu tránh pháp. Giả như có gặp được cũng không biết kính trọng đối với hữu tình khác có nhẹ, mà bán rẻ hoặc tâm nhàm chán bèn vứt bỏ đi. Này Khánh Hỷ, nếu kẻ đồ tẻ hoặc kẻ gánh thầy chết hoặc các công thợ hoặc những kẻ bẩn tiện nuôi mạng bằng nghề xấu xa thì không bao giờ tìm cầu được nhiều chân bảo quý giá. Giả sử họ có thấy cũng không lấy được, không dùng được, hoặc dù có cũng tùy giá rẻ liền bán cho người hoặc nhàm chán mà vứt bỏ đi khánh hỷ nên biết hạng đồ tể vân vân tức là nói về tất cả ngoại đạo cũng là các chúng đệ tử ngoại đạo hoặc những kẻ bần tiện người sinh sống bằng nghề xấu xa là chỉ cho phàm phu ngu si kẻ kê thường lúng chìm trong ao bùn ác kiến tất cả thời hành có sở đắc ưa ừ tướng trói buộc hành hạnh hữu tướng hướng đến các cõi vượt đường mà đi không thể mong cầu của báo chánh pháp giả dạ, như có người gặp được của báu nhưng không thể giữ dùng hoặc quá nhàm chán vứt bỏ hoặc coi thường mà cho người khác khánh hỷ nên biết nếu các phật tử hành theo phật hành vì muốn an chủ giữ gìn mười lực của như lai bốn điều không sợ vân vân và vô biên phật pháp khác khiến không đoạn tận thì sẽ cầu được kho pháp báu sâu xa họ đối với kho pháp báu sâu xa như vậy thâm tâm phải tưởng chân bảo quý trọng khéo thọ dùng tinh tấn chuyên cần giữ gìn không cho hoại mất Khánh nghỉ nên biết chẳng phải dã can có thể học được tính giống sư tử chỉ có sư tử con do sư tử chúa sanh mới có thể học được tiếng giống ấy khánh hỉ nên biết nói dã can là dụ cho các tà kiến của phạm phu ngu si họ chắc chắn không thể tinh tấn siêng năng phương tiện học tiếng giống đại sư tử tránh đẳng giác mà phải các đệ tử phật sanh tử trí tự nhiên tránh đẳng giác mới có thể tinh tấn siêng năng tu học tiếng giống đại sư tử tránh đẳng giác như vậy chỉ có đệ tử Phật mới có thể nhận dùng pháp tài vô thượng tránh đẳng giác khi ấy xá lợi tử bạch Phật bạch Thế tôn kỳ diệu thay như lai ứng tránh đẳng giác có thể tập hợp chúng hội thanh tịnh như thế thì hữu thay như lai ứng tránh đẳng giác có thể nhóm chúng hội tối thắng chúng hội tự nhiên chúng hội khó chinh phục chúng hội như kim cương không động không chuyển không lạ, để thuyết bát nhã ba la mật đa Phật bảo xá lợi tử ông đã tán thán hoàn hảo về công đức của chúng hội, xá lợi tử bạch Phật. Bạch Thế Tôn công đức của chúng hội chẳng phải con có thể khen ngợi. Vì sao? Vì nay nhờ chúng hội này thành tựu vô lượng vô biên công đức như núi diệu cao khen chẳng thể hết được. Phật dạy, này xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, này chúng hội này thành tựu vô lượng vô biên công đức thủ thắng thanh tịnh hiếm có, trừ Phật Thế Tôn khen ngợi còn không thể hết, huống là các hữu tình khác này xá lợi tử trong chúng hội này không phải sức của phật thế tôn có thể tập hợp cũng chẳng phải như lai ưa thích chúng hội này mà khiến cho họ tập hợp chỉ do sức căn lành của chúng này nghe danh ta mà đến nhóm hội lại nữa đại chúng này không vì phật đến cũng chẳng phải thần thông của như lai làm cho đến mà do sức căn lành của chúng này tự giác ngộ phát khởi mà đến đây đúng pháp là như vậy nếu Phật Thế Tôn muốn nói diệu pháp sâu xa như thế thì nhất định có các đại Bồ Tát như thế từ các nước Phật mà đến nhóm hội. Này giá lợi tử, nếu trừ Phật Thế Tôn quá khứ hiện tại vị lai hoặc mười phương cõi muốn khai thị tạng pháp Bồ Tát sâu xa mầu nhiệm để dứt trừ tất cả nghi, thì chắc chắn có đại chúng với vô lượng vô biên công đức tối thắng thanh tịnh như thế đập hợp. Nếu có đại chúng với vô lượng vô biên công đức tối thắng thanh tịnh như thế tập hợp, thì chư Phật Thế Tôn nói tặng Pháp Bồ Tát sâu xa bổ nhiệm để dứt trừ tất cả nghi. Phật lại bảo Đại Bồ Tát thiện dũng mãnh Này thiện dũng mãnh ta ở bất cứ nơi nào cũng vì các chúng Đại Bồ Tát tuy thuyết bát nhã ba la mật đa giúp họ siêng năng tu học sự học bát nhã ba la mật đa của chúng bồ tát như thế nào nếu có thể thông đạt được thật tánh các pháp là bát nhã ba la mật đa như vậy bát nhã ba la mật đa bổ nhiệm sâu xa không thể nói này theo chỗ biết cảnh giới văn cú thế tục của các ông ta phương tiện sẽ nói bát nhã ba la mật đa sâu xa giúp các chúng đại bồ tát nghe rồi phương tiện tinh tấn siêng năng tu học thiện dũng mãnh sắc uẩn chẳng phải bát nhã ba la mật đa thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa địa sắc uẩn chẳng phải bát nhã ba la mật đa lìa thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì bờ kia của sắc uẩn không phải là sắc uẩn bờ kia của thọ tưởng hành thức uẩn cũng không phải là thọ tưởng hành thức uẩn như bờ kia sắc uẩn sắc uẩn cũng vậy như bờ kia thọ tưởng hành thức uẩn thọ tưởng hành thức uẩn cũng vậy Kiện dũng mãnh trong đây bờ kia của sắc uẩn không phải là sắc uẩn, là nói sắc uẩn lìa trói buộc, bờ kia của thọ tưởng hành thức uẩn cũng không phải là thọ tưởng hành thức uẩn, là nói thọ tưởng hành thức uẩn lìa trói buộc. Như bờ kia sắc uẩn, sắc uẩn cũng vậy, nói tự tánh sắc uẩn như vậy, tức là nói sắc uẩn như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc. Như bờ kia thọ tưởng hành thức uẩn, thọ tưởng hành thức uẩn cũng vậy, nói tự tánh thọ tưởng hành thức uẩn như vậy, tức là nói thọ tưởng hành thức uẩn như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc. Như sắc uẩn như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy. Như thọ tưởng hành thức uẩn như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ chẳng phải bát nhã ba la mật đa, nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa, liền nhãn xứ chẳng phải bát nhã ba la mật đa, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì bờ kia của nhãn xứ không phải là nhãn xứ bờ kia của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như bờ kia nhãn xứ nhãn xứ cũng vậy như bờ kia nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng vậy thiện dũng mãnh trong đây bờ kia của nhãn xứ không phải là nhãn xứ là nói nhãn xứ lìa trói buộc bờ kia của nhĩ tĩ thể thân ý sứ cũng không phải là nhĩ tĩ thể thân ý sứ là nói nhĩ tĩ thể thân ý sứ lìa trói buộc như bờ kia nhãn sứ nhãn sứ cũng vậy nói tự tánh nhãn sứ như vậy tức là nói nhãn sứ như sở hữu tánh bản tánh bất khả đắc như bờ kia nhĩ tĩ thể thân ý sứ nhĩ tĩ thể thân ý sứ cũng vậy nói tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý sứ như vậy tức là nói nhĩ tĩ thể thân ý sứ như sở hữu tánh bản tánh bất khả đắc như nhã xứ như sở hữu tánh bản tánh bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy như nhĩ tĩ thể thân ý xứ như sở hữu tánh bản tánh bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy thiện dũng mãnh sắc xứ chẳng phải bát nhã ba la mật đa thành hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa lìa sắc xứ chẳng phải bát nhã ba la mật đa địa thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh? Vì bờ kia của sắc xứ không phải là sắc xứ. Bờ kia của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Như bờ kia sắc xứ, sắc xứ cũng vậy. Như bờ kia thanh hương vị xúc pháp xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vậy. Thiện dũng mãnh trong đầy bờ kia của sắc xứ không phải là sắc xứ, là nói sắc xứ lìa trói buộc, Bờ kia của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không phải là thanh hương vị xúc pháp xứ, là nói thanh hương vị xúc pháp xứ lìa trói buộc, như bờ kia sắc xứ, sắc xứ cũng vậy, nói tự tánh sắc xứ như vậy, tức là nói sắc xứ như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc, như bờ kia thanh hương vị xúc pháp xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vậy, nói tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ như vậy, tức là nói thanh hương vị xúc pháp xứ như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc như sắc xứ, như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy, như thành hương vị xúc pháp xứ, như sở hữu tánh. Bản tánh bất khả đắc, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy. Hiện dũng mãi, nhãn giới chẳng phải bát nhã ba la mật đa, nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa. Lìa nhãn giới chẳng phải bát nhã ba la mật đa, lìa nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh vì bờ kia của nhãn giới không phải là nhãn giới. Bờ kia của nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không phải là nhĩ tĩ thể thân ý giới. Như bờ kia nhãn giới, nhãn giới cũng vậy. Như bờ kia nhĩ tĩ thể thân ý giới, nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng vậy. Thiện dũng mãnh trồng đầy bờ kia của nhãn giới không phải là nhãn giới. Là nói nhãn giới lìa trói buộc, Bờ kia của nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không phải là nhĩ tĩ thể thân ý giới, là nói nhĩ tĩ thể thân ý giới lìa trói buộc. Như bờ kia nhãn giới, nhãn giới cũng vậy. Nói tự tánh nhãn giới như vậy, tức là nói nhãn giới như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc. Như bờ kia nhĩ tĩ thể thân ý giới, nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng vậy. Nói tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới như vậy, tức là nói nhĩ tĩ thể thân ý giới như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc như nhãn giới, như sở hữu tánh, bàn tánh bất khả đắc, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy. Như nhĩ tĩ thể thân ý giới, như sở hữu tánh, bàn tánh bất khả đắc, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy. Thiện dũng mãnh, sắc giới chẳng phải bát nhã ba la mật đa, Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa lìa sắc giới chẳng phải bát nhã ba la mật đa lìa thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì bờ kia của sắc giới không phải là sắc giới bờ kia của thanh hương vị xúc pháp giới cũng không phải là thanh hương vị xúc pháp giới như bờ kia sắc giới sắc giới cũng vậy như bờ kia thanh hương vị xúc pháp giới thanh hương vị xúc pháp giới cũng vậy hiện dũng mãnh trong đầy bờ kia của sắc giới không phải là sắc giới, là nói sắc giới lìa trói buộc. Bờ kia của thanh hương vị xúc pháp giới cũng không phải là thanh hương vị xúc pháp giới, là nói thanh hương vị xúc pháp giới lìa trói buộc. Như bờ kia xác giới, xác giới cũng vậy. Nói tự tánh sắc giới như vậy, tức là nói sắc giới như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc. Như bờ kia thanh hương vị xúc pháp giới, thanh hương vị xúc pháp giới cũng vậy. Nói tự tánh thanh hương vị xúc pháp giới như vậy tức là nói thành hương vị xuất pháp giới như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc, như sang giới như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lại như vậy. Như thành hương vị xuất pháp giới như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lại như vậy thiện dũng mãnh nhãn thức giới chẳng phải bát nhã ba la mật đa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa lìa nhãn thức giới chẳng phải bát nhã ba la mật đa vì nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì bờ kia của nhãn thức giới không phải là nhãn thức giới bờ kia của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không phải là nhĩ tĩ thể thân ý thức giới như bờ kia nhãn thức giới nhãn thức giới cũng vậy như bờ kia nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng vậy thiện dũng mãnh trong đây bờ kia của nhãn thức giới không phải là nhãn thức giới là nói nhãn thức giới lìa trói buộc bờ kia của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không phải là nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là nói nhĩ tĩ thể thân ý thức giới lìa trói buộc như bờ kia nhãn thức giới nhãn thức giới cũng vậy nói tự đánh nhãn thức giới như vậy tức là nói nhãn thức giới như sở hữu tánh bàn tánh bất khả đắc như bờ kia nhĩ tí thể thân ý thức giới nhĩ tí thể thân ý thức giới cũng vậy nói tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới như vậy tức là nói nhĩ tĩ thể thân ý thức giới như sở hữu tánh bản tánh bất khả đắc như nhãn thức giới như sở hữu tánh bản tánh bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy như nhĩ tĩ thể thân ý thức giới như sở hữu tánh bản tánh bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy thiện dũng mãnh tất cả pháp chẳng phải bát nhã ba la mật đa lìa tất cả pháp cũng chẳng phải bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì bờ kia của tất cả pháp không phải là tất cả pháp như bờ kia tất cả pháp tất cả pháp cũng vậy thiện dũng mãnh trong đây bờ kia của tất cả pháp không phải là tất cả pháp là nói tất cả pháp lìa trói buộc như bờ kia tất cả pháp tất cả pháp cũng vậy nói tự đánh tất cả pháp như vậy tức là nói tất cả pháp như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc. Như tất cả pháp như sở hữu tánh, bản tánh bất khả đắc, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng là như vậy. Này thiện dũng mãnh, như vậy bát nhã ba la mật đa không nương vào sắc uẩn, cũng không nương vào thọ tưởng hành thức uẩn. Bát nhã ba la mật đa không nương vào nhãn xứ, cũng không nương vào nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Bát nhã ba la mật đa không nương vào sắc xứ, cũng không nương vào thanh hương vị xuất pháp xứ bát nhã ba la mật đa không nương vào nhãn giới cũng không nương vào nhĩ tĩ thể thân ý giới bát nhã ba la mật đa không nương vào sắc giới cũng không nương vào thanh hương vị xúc pháp giới bát nhã ba la mật đa không nương vào nhãn thức giới cũng không nương vào nhĩ tĩ thể thân ý thức giới bát nhã ba la mật đa không nương vào tất cả pháp này thiện dũng mãnh như vậy bát nhã ba la mật đa không ở trong sắc uẩn không ở ngoài sắc uẩn không ở giữa hai xa lìa mà trụ cũng không ở trong thọ tưởng hành thức uẩn không ở ngoài thọ tưởng hành thức uẩn không ở giữa hai xa lìa mà trụ như vậy bát nhã bà la Mật đa không ở trong nhãn xứ không ở ngoài nhãn xứ không ở giữa hai xa lìa mà trụ cũng không ở trong nhĩ tĩ thể thân ý xứ không ở ngoài nhĩ tĩ thể thân ý xứ không ở giữa hai xa lìa mà trụ như vậy bát nhã ba làm mật đa không ở trong sắc xứ, không ở ngoài sắc xứ, không ở giữa hai xa điểm mà trụ, cũng không ở trong thanh hương vị xúc pháp xứ, không ở ngoài thanh hương vị xúc pháp xứ, không ở giữa hai xa điểm mà trụ. Như vậy bát nhã ba làm mật đa không ở trong nhãn giới, không ở ngoài nhãn giới, không ở giữa hai xa điểm mà trụ cũng không ở trong nhĩ tĩ thể thân ý giới, không ở ngoài nhĩ tĩ thể thân ý giới, không ở giữa hai xa liềm mà trụ. Như vậy bát nhã ba làm mật đa không ở trong sắc giới, không ở ngoài sắc giới, không ở giữa hai xa liềm mà trụ, cũng không ở trong thanh hương vị xúc pháp giới, không ở ngoài thanh hương vị xúc pháp giới, không ở giữa hai xa liềm mà trụ. Như vậy bát nhã ba làm mật đa không ở trong nhãn thức giới, không ở ngoài nhãn thức giới, không ở giữa hai xa liềm mà trụ, cũng không ở trong nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, không ở ngoài nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, không ở giữa hai xa liềm mà trụ. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không ở trong tất cả pháp, không ở ngoài tất cả pháp, không ở giữa hai xa điểm mà trụ. Này thiện dũng mãnh, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa cùng sắc uẩn, chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, cùng thọ tưởng hành thức uẩn chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa cùng nhãn xứ chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, cùng nhĩ tỷ thể thân ý xứ chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa cùng sắc xứ chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng cùng thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng như vậy ban nhã ba la mật đa cùng nhã giới chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng cùng nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng như vậy ban nhã ba la mật đa cùng sắc giới chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng cùng thanh hương vị xúc pháp giới chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng như vậy ban nhã ba la mật đa cùng nhãn thức giới chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng cùng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng như vậy ban nhã ba la mật đa cùng tất cả pháp chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng này thiện dũng mãnh chân như sắc uẩn tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa chân như thọ tưởng hành thức uẩn tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa chân như nhãn xứ tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa chân như nhĩ tĩ thể thân ý xứ tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu, gọi là bát nhã, ba làm mật đa. Trần như sắc xứ, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu, gọi là bát nhã, ba la mật đa. Trần như thành hương vệ xuất pháp xứ, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa trần như nhãn giới tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa Trần như nhĩ tĩ thể thân ý giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu, gọi là bát nhã ba la mật đa. Trần như sắc giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu, gọi là bát nhã, ba la mật đa. Trần như thành hương vị xúc phát giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu, gọi là bát nhã, ba la mật đa. Trần như nhãn thức giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu, gọi là bát nhã, ba la mật đa. Trần như nhĩ thị thể thân ý thức giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa trần như tất cả pháp tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh sắc uẩn ấy tánh lìa sắc uẩn vì sao vì chẳng phải trong sắc uẩn có tánh sắc uẩn không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa thọ tưởng hành thức uẩn ấy tánh lìa thọ tưởng hành thức uẩn vì sao vì chẳng phải trong thọ tưởng hành thức uẩn có tánh thọ tưởng hành thức uẩn không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa nhãn xứ ấy tánh liền nhãn xứ vì sao vì chẳng phải trong nhãn xứ có tánh nhãn xứ không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa nhĩ tĩ thể thân ý xứ ấy tánh liền nhĩ tĩ thể thân ý xứ vì sao vì chẳng phải trong nhĩ tĩ thể thân ý xứ có tánh nhĩ tĩ thể thân ý xứ không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa sắc xứ ấy tánh lìa sắc xứ vì sao vì chẳng phải trong sắc xứ có tánh sắc xứ không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa thanh hương vị xúc pháp xứ ấy tánh lìa thanh hương vị xúc pháp xứ vì sao vì chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ có tánh thanh hương vị xúc pháp xứ pháp xứ không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa Nhãn giới ấy tánh lìa nhãn giới, vì sao? Vì chẳng phải trong nhãn giới có tánh nhãn giới, không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa. Nhĩ tý thể thân ý giới ấy tánh lìa nhĩ tý thể thân ý giới. Vì sao? Vì chẳng phải trong nhĩ tý thể thân ý giới có tánh nhĩ tý thể thân ý giới, không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa. Sắc giới ấy tánh lìa sắc giới. Vì sao? Vì chẳng phải trong sắc giới có tánh sắc giới, không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa thanh hương vị xúc pháp giới ấy tánh lìa thanh hương vị xúc pháp giới vì sao vì chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp giới có tánh thanh hương vị xúc pháp giới không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa nhãn thức giới ấy tánh lìa nhãn thức giới vì sao vì chẳng phải trong nhãn thức giới có tánh nhãn thức giới không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới ấy tánh lìa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới vì sao? Vì chẳng phải trong nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa. Tất cả pháp ấy tánh lìa tất cả pháp. Vì sao? Vì chẳng phải trong tất cả pháp có tánh tất cả pháp không sở hữu này gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh tự tánh sắc uẩn lìa sắc uẩn tự tánh thọ tưởng hành thức uẩn lìa thọ tưởng hành thức uẩn tự tánh lìa này gọi là bát nhã ba la mật đa tự tánh nhãn xứ lìa nhãn xứ tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý xứ lìa nhĩ tĩ thể thân ý xứ tự tánh lìa này gọi là bát nhã ba la mật đa tự tánh sắc xứ lìa sắc xứ tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ lìa thanh hương vị xúc pháp xứ tự tánh lìa này gọi là bát nhã ba la mật đa tự tánh nhãn giới lìa nhãn giới tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới lìa nhĩ tĩ thể thân ý giới tự tánh lìa này gọi là bát nhã ba la mật đa tự tánh sắc giới lìa sắc giới tự tánh thanh hương vị xúc pháp giới lìa thanh hương vị xúc pháp giới tự tánh liền này gọi là bát nhã ba la mật đa tự tánh nhãn thức giới lìa nhãn thức giới tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới lìa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tự tánh liền này gọi là bát nhã ba la mật đa tự tánh tất cả pháp lìa tất cả pháp tự tánh liền này gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh sắc uẩn không có tự tánh sắc uẩn thọ tưởng hành thức uẩn không có tự tánh thọ tưởng hành thức uẩn không có tự tánh này gọi là bát nhã ba la mật đa nhãn xứ không có tự tánh nhãn xứ nhĩ tĩ thể thân ý xứ không có tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý xứ không có tự tánh này gọi là bát nhã ba la mật đa sắc xứ không có tự tánh sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ không có tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ không có tự tánh này gọi là bát nhã ba la mật đa nhãn giới không có tự tánh nhãn giới nhĩ tĩ thể thân ý giới không có tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới không có tự tánh này gọi là bát nhã ba la mật đa sắc giới không có tự tánh sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới không có tự tánh thanh hương vị xúc pháp giới không có tự tánh này gọi là bát nhã ba la mật đa nhãn thức giới không có tự tánh nhãn thức giới Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, không có tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, không có tự tánh này gọi là bát nhã ba la mật đa. Tất cả Pháp không có tự tánh tất cả Pháp, không có tự tánh này gọi là bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 594